Ngày 4 tháng 4, Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đã đến khu vực vụ mỏ đá Thái Sơn, xã Lộc Thành để kiểm tra việc công ty này nổ mìn khiến một tảng đá nặng hàng chục tấn từ trên đỉnh đồi lăn xuống làm đổ sập chòi, sập cầu và cày xới vườn tược của người dân. Thông tin ban đầu cho biết, vụ nổ xảy ra khoảng 14 giờ ngày 3 tháng 4 tại mỏ đá Thái Sơn ở thôn 10 xã Lộc Thành. Ông Đinh Văn Lưu, người chứng kiến cho biết, sau khi mỏ đá nổ mìn, ông nhìn thấy tảng đá khổng lồ từ mỏ đá lăn xuống vườn bên cạnh, xuyên thủng căn chòi, làm bật nhiều gốc cà phê và làm đổ sập một cây cầu sắt bắc qua con suối nối vườn ông Trương Công Hoàng với vườn cà phê của gia đình ông bên cạnh. Rất may, thời điểm tảng đá lăn xuống, vợ chồng ông Trương Công Hoàng đã về nhà ăn cơm trưa. Theo người dân địa phương, phía dưới mỏ đá Thái Sơn có tổng cộng 5 hộ dân có đất sản xuất và một hộ dân có nhà ở. Thời gian qua đã có ít nhất 5 lần mỏ đá nổ mìn, khiến đá lăn bay xuống vườn tược của bà con. Mỗi lần đá lăn bay vào vườn đều có hàng chục cây sầu riêng, cà phê của người dân bị gãy đổ, bật gốc. Thậm chí đá còn văng trúng làm hư hỏng máy bơm, đường ống tưới nước của bà con. Lãnh đạo công an huyện Bảo Lâm cho biết, trước khi thực hiện nổ mìn trưa hôm qua, công ty Thái Sơn đã có báo cáo với cơ quan này. Việc nổ mìn nói trên được xác định là có phép.